ấy. Thế nhưng mà ai làm gãy ấy? Ai làm gãy siêu nhân? Ai làm gãy biến hình của cu? Đó là mẹ. Nhưng mà siêu nhân đấy màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ thấm thét. Tại sao mẹ làm gãy? Tại vì mẹ không yêu con robot đấy. Mẹ không yêu con robot đấy. Thế nhưng mà bố Hà như nào? Ban đầu như nào? Bố Hà là một tên láo. Láo luôn. Một tên láo. Nhưng mà bố Hà có quát mẹ Tư không? Có. Quát thế nào? Quát. Cứ lại đi thôi. Đi về nhà thôi. À, tí về nhà hỏi. Thế nhưng mà bố Hà chửi mẹ Tư. Có chửi không? Có. Xong rồi mẹ Tư làm sao? Tại sao bố Hà chửi mẹ Tư? Tại vì mẹ Tư không ngoan một tí nào nha. Bố nhưng Hà mới nói láo. Bố Hà nói láo. Xong mẹ Tư bẻ cái gì? Bẻ người robot, mẹ là tay robot. Gãy chỗ nào? Gãy đây, đánh lừa robot. Robot đây. Gãy cánh của robot. Gì nữa? Gãy cả người. Ôi giời, gãy cả người luôn. Thế là phải mua đèn này. Mua đèn. Thế đã mua đèn chưa? Mua đèn rồi. Thế á? Thế bố Hà này có xin lỗi mẹ Tư không? Có. Có à? Thế là tại ai? Mẹ Tư có xin lỗi bố Hà không? Có. À Hà Cu, tại ai mà gãy robot? Tại ai? Chính tỏ là tại mẹ. À, tại mẹ. Nãy là tại bố chứ. Ai bảo bố Hà chửi mẹ Tư? Tại bố Hà ấy. Tại bố Hà hay tại mẹ Tư nào? Tại bố Hà kìa. Tại ai nào? Bây giờ phải phân đặt. Rồi, cái gì? Chà ra. Ôi dồi ôi, đẹp thế. Đẹp thế. Nhưng mà bố Hà chửi mẹ Tư. Cô Ngân đây à? Bố Hà chửi mẹ Tư. Lại chửi mẹ Tư. Cái chửi là hôm qua bố chửi đây. Thôi mày đừng có vớ vẩn. Bố nè, nó bảo bố Hà láo tét đúng không? Bố Hà có láo tét không? Cái sao vậy? Vì sao? Anh bận lắm, mai anh bận lắm. Tại vì. Tí là đi lên trên. Cẩn thận đổ. Một con. Hả? Hả? Cứ để đấy cho con. Hả con? Bố Hà chửi mẹ Tư nè. Em có trách nhiệm chửi đón bọn anh đi chơi được chưa anh? Chửi thế nào? Tí để xe đi ô tô. Chửi trên nào? Khê, vẽ trên đi. Chửi mẹ Tư. Thế xong là ai làm gãy robot của con? Mẹ. Nhưng mà làm sao lại gãy? Tại vì mẹ không yêu con robot đấy. Nhưng mà tự nhiên mẹ lại đi bẻ robot à? Vì sao mẹ lại bẻ robot? Tại vì mẹ không yêu robot. Không yêu robot này lại mua robot cho con à? Thế bố Hà chửi ai? Tại bố Hà. Qua rủ ra được đi bão.